có muốn ăn cái xúc xích hàng hoàng của em không? Có. Em đi hái một giờ. À. To ra nữa. À. À. Mơ đi. Ngon quá các bạn. Các bạn ơi, mình có cây xúc xích siêu to khổng lồ này các bạn. Cây xúc xích này ngon lắm. Đây là tương ớt nha các bạn. Cây xúc xích này mà chấm với tương ớt ngon hết sảy luôn. Bây giờ mình ăn cho các bạn xem nha. Wow, ngon lắm đấy. Wow, anh Vinh tình là ăn xúc xích gì mà ngon thế. Các bạn ơi, cây xúc xích ngon như thế này mình phải ăn từ từ thôi, không hết đấy. Bây giờ mình sẽ chấm tương ớt nha. Wow, ngon lắm đấy. Hả? Đô La hả? Ghê quá, có muốn ăn không? Dạ có. Hả, mình to ra ăn cho. To hơn nữa, to hơn nữa. Ngon, nó thơm lắm các bạn ạ. Ngon quá. Đô La, em ăn nữa không? Dạ có. Hả, to mồm ra. Chưa to, to hơn nữa. To hơn nữa. Anh cho em ăn mà em không chịu ăn là em đừng có nói anh kia bo kẹt sĩ nha. Em không ăn thì anh ăn. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Đủ là em ăn không? Anh cho nè. Dạ. Hả, còn gì nữa mà ăn? Em đúng là đồ kia bo kẹt sĩ. Đã thế em về nhà, em xin tiền của bố em. Em mua cái xúc xích siêu to khổng lồ luôn. Cái xúc xích bé tí cũng chưa có mà đòi mua xúc xích siêu to khổng lồ. Buôn bán từ sáng đến giờ ế ẩm, không ai mua con heo nào. Sao nhìn cái con heo nái này nó giống mình chứ không biết nữa. Bố ơi, bố. Có chuyện gì vậy Đô La? Bố cho con tiền để con đi mua xúc xích siêu to khổng lồ đi bố. Tiền đâu mà mua xúc xích hả con? Ông đồ bố cho con tiền đi. Chỉ vì không có cái xúc xích nên mấy thằng bạn con co thường con á. Bố cho con tiền đi. Đứa nào dám coi thường con trai của bố? Anh Vinh tiền lẻ co thường con á bố. Nó dám coi thường con trai của bố hả? Dạ. Được rồi. Đây, bố cho con tiền đi mua một cây xúc xích siêu to khổng lồ mà ăn cho nó sướng nhá. Đây. Đây, cho con 1.000 này. À, 1.000 đâu có mua được cây xúc xích đâu bố. Chưa mua được hả? Được, bố cho con thêm 2.000 nữa luôn. 2.000 chỉ mua được cây xúc xích bé tí bé teo rồi mà bố. Thế à? Được rồi, nó dám coi thường con trai của bố. Cho luôn 20.000. Trưa nay bố đi ăn. Đi mua 2 cây xúc xích siêu to khổng lồ ăn cho nó sướng. Đi đi. Dạ con cảm ơn bố. Các bạn ơi, bố tớ vừa cho tớ 20.000, tớ mua được 2 cái xúc xích siêu to khổng lồ luôn nè các bạn. Còn cái xúc xích của anh Vinh là bé tí bé teo à. Mà dám coi chừng 2 cái xúc xích của mình à. Thôi, bây giờ mình ngồi xuống đây mà ăn nhé các bạn. Thơm quá. Xúc xích ngon được đấy, chưa ăn đã hết rồi. Cái que này mà ăn được thì mình ăn luôn rồi đó các bạn ơi. Wow, em Đô La có 2 cây xúc xích, ngon thật đấy. Ngon quá các bạn ơi. Các bạn ơi, xúc xích này mới gọi là xúc xích hào hạng nè các bạn. Ngon quá. Hả? Sao chỗ nào cũng thế mà anh Vinh tiền lẻ thế? Chỗ nào có đồ ăn là chỗ đó có anh Vinh tiền lẻ nhá. Anh Vinh còn muốn ăn cây xúc xích hào hạng của em không? Có. Em Vinh hái mồm cho. À. To ra nữa. Mơ đi. Ngon quá các bạn. Anh Vinh còn muốn ăn xúc xích nữa không? Có. Anh hái mồm to ra. À. To ra nữa. À. Mơ đi. Đô La, không cho anh thì thôi, đừng có sỉ nhục anh như thế nữa. Lúc này em còn sỉ nhục em như thế mà. Anh biết rồi, anh xin lỗi em Đô La. Nhưng mà từ nay em có đồ ăn là đồ chơi gì cũng phải chia sẻ cho người khác. Được rồi, em cho anh một cây đấy. Anh cảm ơn em Đô La. Em cũng có hộp trứng cà nè. Mở đây, ra đi. Đây anh mở giùm cho. Chấm nó ngon lắm.
Đây anh mở cho. Quá wow, tương cà ngon lắm các bạn ơi. Quá wow, ngon gì đâu á. Quá wow. Ngon gì đâu. Ngon quá. Ngon. Ngon quá.